liền kể rằng có hai con quay nó đánh nhau và nó đã rước ra khỏi sàn đấu. Một con tên là Quả Hung, Hung Mặt Quả, nó một tên anh, và Quả một tên anh và con quay cô lót nâng cấp. Hai con quay này nó dịch là Quy Hải. Và tại sao hai con quay này lại được nâng cấp thì mọi người có thể xem được tập 1 phần 2 này nhé. Tập 1 phần 2 Kim, Kim và Sâu gặp nhau. Vì vậy, chiếc xe bằng tay. Bạn đã bao giờ muốn thử cảm giác được ngồi lái trên chiếc xe bằng tay bao giờ chưa? Đây chính là ước mơ của anh chàng trong video này đây nè. Và anh đã biết nó thành hiện thực nha. Như một chiếc khung xe có sẵn và đã lắp những tảng băng làm vỏ bọc bên ngoài. Thành quả chính là một chiếc xe ô tô gặp dạng tuyệt đẹp. Đặc biệt, anh chàng còn lắp thêm cả hệ thống đèn nhảy bên trong nữa. Và một buổi tối, chiếc xe bằng chiếc lại lắp đáy giúp đỡ màu sắc nhiều bước trang được tổ chức về các bạn. Em nhớ lại ký ức hồi xưa của chúng ta quá. Đúng rồi. 18 bạn nha. Các bạn ơi, chiếc xe trường thực sự là món đồ chơi được khá nhiều trẻ yêu thích. À. Nhưng mà nếu như bạn đang muốn mua cho mình, mọi người không biết câu chuyện thì mọi người cứ theo lời cái chúng mình. Câu chuyện như vậy, bắt câu chuyện của Kim và Sư bắt đầu của Kim và Sư. Ủa? Cha sao hôm nay cha kêu bọn con tới đây làm gì vậy? Hôm nay cha sẽ đưa cho con hai con quay gia truyền của sư phụ, của ông nội. Wow, gây vậy? Ủa? Đâu cha? Đâu cha? Đây, của con này kem. Của con này, của con này. Ủa? Của con này sư. Ủa ba, sao con quay nó lại? Ủa? Đi xem đi. Ủa sao con quay nó lại chuyển rồi? Đúng rồi. Ủa mày. Vài ngày sau, mình thích những chiếc con quay đẹp hơn mấy con quay này. Chắc mình ngên, mình sợ quá. Đúng rồi, mình có cái bài này mà mình chưa diễn xong nữa. Cái bài này thì em đang vẽ để nộp cho cái bài này nè. Bài này có vẽ quá à. Có nè, cái này thì cần chút nhiều để vẽ được nước. Mà bút này còn có bao nhiêu đâu, còn một xíu à. Cảm ơn hai nha. Để dễ cho. Ủa? Thôi hai dễ đi, em mệt lắm rồi. Đúng rồi chưa? Không biết sao ông nội mình đến chơi trường hợp được linh hồn. Đó là cái bút này bị đọc thật sự rồi. Đúng rồi, nó bị đọc rồi. Chút đi hai. Thôi, em đi. Thôi em mở đôi cái tay đi hồi này bà. Này, có ngàn. Có ngàn. Mau quá, một tên anh nó bị hạ ngủ. Hay cay lắm. Ủa, nó đánh vậy? Nó hai con biết tên nó nữa. Khó đọc lắm. Nó vậy? Đúng rồi, đúng tên là ta. Hắc Quả Diên Dương. Quảng Nguyên Dương là sao giống như cái tên bạn của cha quá ta. Quảng Nguyên Dương bạn của cha là. Ủa, là cái chú mắt xinh đúng không? Hả? Là bạn của cha mình là chú mắt xinh đúng không? Đúng rồi. Ủa,
Không, mà chú Quốc Sinh không phải chết kiểu đó đâu. Biết không? Ủa? Sao cái đồ chú của chúng ta đâu rồi? À đây, đây. Đúng rồi. Nó làm gì nó làm được. Ghê à. Làm xong nữa mà được cứ ngô cái về cái chuyện tào nga hoài. Mình cứ ngày cứ suốt ngày cứ coi những cái con quay xấu xí, con quay của cha mình cũng xấu quá. Mình chỉ muốn một cái con quay mạnh mà vừa đẹp nữa. Con muốn tìm thì con đi tìm hang sâu đáy vực đi. Ủa ba, hang sâu đáy vực là gì hả ba? Ngồi dưới ngọc bích đất cường. Sao ta tìm được? Thì ta đã có một cái căn hầm để con có thể xuống được. Cái con cứ xuống đi để chờ dĩ cho cái con. Dạ vậy ba. Cảm ơn ba. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Đi đi. Ok. Nghe ba nói con quay này nó xịn hơn mà. À
Nhìn nó đẹp không hả? À. Ê, nhìn nó đẹp hơn. Ủa, như con quay này là của ông ngoại không mà. Nó nổi á. Tại vì vẽ cho cái thằng con thôi. Nó ngay kia rồi. Chắc cũng chưa gì rồi. Ta hơi buồn ngủ một chút. Ta cũng đang mở phim nữa. Hay vậy ta cũng ngủ mà đúng. Không biết Kim và Su đang ở đâu nữa. Mà sao về ngâu hết nha. Tối quá. Ủa hình như sáng rồi. Tụi mình đã hát ra được rồi nè. Ấy tối ngày ơi. Ủa như là chắc là như là đây là linh hồn của anh Ngọc Tinh Anh á.
chọc cái cậu mình là quá ngục tinh anh đây, và mình sẽ chỉ đường cho các bạn. Các bạn đã đi sai đường rồi, các bạn ấy sai, các bạn cứ đi theo mình, đi đi, và hãy cánh cửa này ngài đã biết đó là được ra. À, thì ra là vậy, cảm ơn nha. Không gì đâu. Vậy mở lại cái đàn này đi, nhìn được coi. Cánh cửa nè. Ê, khó rồi. Quên hai giờ mình giữ à. À. Mở đi. Mất cũng nhiều công sức chứ bộ, chứ đâu phải là con cũng mất công sức đâu. Dạ cảm ơn ba ạ. Giờ mình vẽ tiếp thôi. Quấn hai ơi, sao ba ngày vất vả vậy vậy? À mà không có cái video clip của ba ngày thấy rùng rợn rồi. Biết cái video nào rùng rợn chắc em cũng chết luôn. Em cũng mỏi tay quá. Gì anh hai? Anh hỏi nó quay không? Thôi, em không muốn đâu. Em còn cái bài vẽ này như thế nào? Để tới nha. Ai có cái có hai cái này đi. Để ba cho mình tập luyện á, đi. Để khi nào đi vô chiến thì cũng sẽ tập luyện thôi. Ủa, con quay con ngốt của em đâu rồi? À, con quay con ngốt em đâu? Đây đây. Giờ sẽ tập luyện thế này. Em sẽ ráp vào nó hình một cục dài. Vô đi. Ai vậy? Em sẽ xích cho nó gần vô. Thằng công chiến. Vô đi. Đây. Cái một. Ơi, cho hai. Thôi giờ vô chiến đi ha. Vô này hai. Có một tới năm. Hạ gục đi. Ủa xe chưa hạ gục xe mà. Em cũng chưa hạ gục hai cũng nè. Anh hai cũng nè. Té rồi. Hạ gục tên âm hạ gục nó đi. Ờ hay chưa hạ gục xe mà. Ấy quả gục tên âm nhưng còn đang bị chất yếu. À. Thôi rồi. Sao này đâu rồi? Hết đất rồi. Hết tập 1 phần 2.